Lớ ngớ hôm nay lại gặp với một em sung rồi mọi người ạ à. Bạn này thì cực kỳ là khỏe luôn Bây giờ mình sẽ đào em lên và mang về để trồng nhé mọi người nha Trước tiên là mình cắt bỏ một cái phần thừa của cái cây này đi Phần này thì mình dùng một cái cưa để cưa mọi người ạ à. Tiếp theo là mình dùng cái cạp Cạp bớt những cái phần rễ mà nó không cần thiết đi Để cho cây nó được gọn gàng và sạch sẽ mọi người ạ à. Sau khi mà cắt xong ấy, sửa xong ấy, thì mọi người kiếm đến một cái chậu các bạn cứ trồng vào đây để cho cây nó phục hồi đã mình sẽ sử dụng cái chất trồng của mình để mình trồng cái chất trồng này thì nó tơi xốp và nó không giữ lại quá nhiều nước nó chỉ để đủ ẩm để cho cây nó phục hồi thôi mọi người ạ à. tiếp theo là mình tưới nước nha. và bây giờ mình sẽ bôi keo vào cái phần mà mình cắt như thế này sau khi bôi keo xong ấy, thì mình sẽ dùng một cái túi bóng mình bịt kín vào mọi người ạ à còn đây là cái cây sung mà hôm trước mình có quay clip và bây giờ mình bỏ ra để mình cung cấp thêm nước cho nó mọi người thấy có mầm rồi đúng không đấy